Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Trên tay của mình đây chính là chiếc Xiaomi CV4 Pro. Và như các bạn đã xem ở đầu video thì mình đã có cài một cái cô trợ lý ảo sắc chan, là một cái hiệu ứng sạc ở trên chiếc điện thoại này. Và để cho các bạn có một cái trải nghiệm mới khi mà sử dụng điện thoại ấy, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cô trợ lý ảo sắc chan này trên tất cả mọi dòng thiết bị Xiaomi nhé, kể cả là Realme cũng làm được luôn. Đầu tiên, nếu như các bạn không cài trợ lý ảo sắc chan ấy thì nó sẽ chỉ hiện lên như thế này thôi này. Đó, nó không có một cái gì hay ho đúng không nào? Cái trợ lý ảo sắc chan ấy thì mình thấy rằng nó chỉ xuất hiện ở trên những cái dòng Xiaomi Black Sắc thôi các bạn nhé. Bước đầu tiên để các bạn có thể cài được ấy là các bạn xuống phần mô tả, các bạn tải cho mình hai cái file. Cái file đầu tiên là file com.blacksắc, còn file thứ hai có tên là com.su này. Thì nói chung ấy là các bạn cứ tải hai cái file này về máy giúp mình. Tải xong ấy thì các bạn tiến hành cài đặt giúp mình nhá. Mình sẽ cài đặt file đầu tiên này. Allow thôi. Trong mục cài đặt này, những bạn nào mà sử dụng ROM gốc ấy thì các bạn nên tắt hết cho mình những cái mục giám sát quyền cài đặt file APK các thứ đi. Nếu không là chiếc máy của chúng ta nó không cho cài đặt đâu. Rồi, file đầu tiên đã xong rồi này. Mình sẽ tiếp tục cài file thứ hai này. Allow thôi. Install thôi. Ok, rồi. Như vậy là xong rồi đấy các bạn ơi. Hiện giờ ấy thì chúng ta đã có hai cái file như thế này rồi. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cài từng file một nhé. Đối với file đầu tiên này, các bạn cứ mở lên thôi. Nó yêu cầu hiện trên ứng dụng khác ấy, thì các bạn cứ ấn cho phép giúp mình nhé. Cho phép này. Cho phép cả hai ứng dụng giúp mình này. Đó. Rồi, các bạn click vào đây giúp mình này. Click vào đây. Click tiếp vào đây. Cấp hết tất cả các quyền cho nó đi. Nói chung là cái gì chưa cấp thì cứ cấp hết. Này, trọng bừa. Rồi. Sau khi các bạn thoát ra ấy, thì các bạn ấn click vào đây giúp mình này. Click vào. Chọn cho mình là tính năng Auto Start bật lên. Các bạn vào mục Permission giúp mình nhé. Rồi các bạn cấp hết tất cả các quyền mà nó yêu cầu lên. Ví dụ Home Screen Shortcut này. Cấp hết sạch quyền thôi. Không có gì là không cấp cả. Chọn tiếp cho mình vào mục Battery Saver. Chọn cho mình là No Restriction nhé. Full Screen Mode bật lên giúp mình luôn. Đó, xong các bạn thoát ra. Các bạn thoát ra luôn này. Thoát hết rồi. Mình sẽ test thử hiệu ứng sạc cho các bạn xem nhá. Bật lên này. Đó. Hiện giờ chúng ta đã có một cô trợ lý ảo sắc chan để mà hiện cho chúng ta xem là tốc độ sạc với cả phần trăm sạc hiện tại đang là bao nhiêu các bạn nhé. Bước tiếp theo là các bạn sẽ phải sử dụng cái ứng dụng trợ lý ảo sắc chan này để mà hiển thị em sắc chan này ra màn hình chính thôi. Cái trợ lý ảo sắc chan này để mà cài hình nền động thì nói chung là chúng ta sẽ phải có một cái tài khoản của Black Sắc. Tuy nhiên bây giờ cái server của Black Sắc đã bị đóng cửa rồi. Mình sẽ sử dụng một ứng dụng khác có tên là Activity Launcher để mà kích hoạt được cái hình nền này các bạn nhé. Về ứng dụng Activity Launcher, các bạn cứ lên cửa hàng Shopee và tìm giúp mình nhé. Activity Launcher này. Đấy ạ. Activity Launcher nhé, xong các bạn ấn cài đặt giúp mình thôi. Sau khi mà các bạn cài đặt xong, các bạn cấp quyền cho ứng dụng này xong, các bạn mở lên giúp mình này. Đó, thì nó sẽ có rất nhiều những cái ứng dụng ở đây. Sau khi mà các bạn vào trong cái ứng dụng Activity Launcher này, thì các bạn tìm cho mình là cái mục Leap Wallpaper nhé. Thấy cho mình cái mục là Leap Wallpaper Picker chưa? Các bạn chọn cho mình vào cái mục đầu tiên này. Xong rồi các bạn kéo xuống thôi. Các bạn tìm thấy cho mình cái mục cuối cùng thì đây chính là cái hiệu ứng màn hình động của sắc chan các bạn nhé. Set wallpaper này, home screen and lock screen này. Chờ một lúc, chờ tầm khoảng 3 giây các bạn nhé. Chờ tầm khoảng đấy, ok. Bây giờ thì chiếc máy của chúng ta đã có cả một em sắc chan để mà chúng ta có thể tương tác qua lại rồi. Ok. Vừa rồi chỉ là một video nho nhỏ để các bạn có thêm một vài thứ hay ho để nghịch thôi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay và hữu ích ấy, thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nhé. Tạm biệt các bạn.